chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông vẫn đang tiếp tục dồn thêm xuống Bắc Bộ, khiến mức nhiệt thấp nhất trong đợt này chỉ từ 16 cho đến 18 độ. Vùng núi là từ 12 cho đến 14 độ, còn vùng núi cao là dưới 10 độ. Vào ban ngày, Bắc Bộ trời nhiều mây, rét khô với mức nhiệt trên khu vực đồng bằng cũng chỉ ở quanh mức từ 20 cho đến 23 độ. Vùng núi là từ 17 cho đến 19 độ. Dự báo đợt rét này kéo dài khoảng 2 đến 3 ngày, sau đó trời sẽ ấm dần. Với khu vực Trung Bộ, vừa có tác động của không khí mạnh, vừa có thêm ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao, nên vùng mưa sẽ mở rộng suốt từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên. Lượng mưa ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có nơi vượt quá 300mm, riêng tại Thừa Thiên Huế có nơi trên 500mm. Khu vực Bình Định, Phú Yên, cục bộ có mưa to trên 150mm. Do mưa lớn xối xả lại kéo dài trong những ngày qua, nước trên các sông đang lên nhanh. Cần đề phòng khả năng xảy ra ngập úng trên diện rộng tại các vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị và lũ quét sạt lở đất ở các vùng núi. Từ ngày 29 tháng 11, khi nhiễu động gió đông trên cao suy yếu, thì mưa sẽ giảm hẳn trên khu vực. Còn ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2 ngày tới cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Riêng tại khu vực ven biển các tỉnh miền Tây Nam Bộ còn xuất hiện mưa dông với lượng lớn, cần đề phòng dông lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Do có mưa rải rác nên nền nhiệt trên hai khu vực có phần giảm nhẹ. Mức nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực Tây Nguyên phổ biến trong ngưỡng từ 27 cho đến 30 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ, có nơi 34 độ, tập trung tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, trên tất cả các vùng biển từ ven bờ đến ngoài khơi, khu vực Bắc và Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đều đang có gió đông bắc mạnh, gây sóng cao và biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai gió mạnh trên biển ở mức cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Và bản tin thời tiết cuối ngày 26 tháng 11 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.